Với các chỉ huy của lực lượng không quân Mỹ, súng bộ binh không bao giờ là mối nguy hiểm của máy bay phản lực. Điều đó hoàn toàn đúng trên lý thuyết, nhưng không phải là ở chiến trường Việt Nam, nơi mà nguyên lý phòng không được bố trí theo kiểu lưới lửa, nghĩa là tầm bay nào cũng có sẵn những viên đạn chờ đợi kẻ địch. Trên thực tế, thì trong 2 năm 1965-1966, đã có hàng chục máy bay bị bắn rơi từ những khẩu súng bộ binh như thế này. Một trong những cái cách của không quân ấy, của Mỹ ấy, là cũng có những cái nó bay thấp để nó tránh được cái phát hiện từ xa, tức là của radar. Thì nó gọi là, và nó tập kích nó bất ngờ, thì cái đấy là cái mà rất phù hợp với súng máy cao xạ và súng của dân quân tự vệ, súng trường của dân quân tự vệ. Đây là một chiếc máy bay bị bắn rơi tại Ninh Bình bằng súng trường bộ binh vào tháng 8 năm 1965. Bay tốc độ càng lớn, máy bay càng dễ bị phá hủy khi gặp đầu đạn, kể cả là những đầu đạn nhỏ như súng trường. Có lẽ những dân quân thời đó không hiểu nhiều về các nguyên lý khoa học trên, nhưng họ hiểu và tin vào một điều chắc chắn hơn, đó là khẩu súng trong tay họ có thể đánh giặc. Niềm tin ấy lớn mạnh theo năm tháng. Sau mỗi mất mát, mỗi trận bom, mỗi ngôi nhà đổ nát, trong đống gạch vụn này, ta có thể nhìn thấy chiếc vali, đôi dép hay một cặp lục bình. Chúng không chỉ là tài sản mà còn là biểu tượng của cuộc sống thanh bình. Sự thanh bình đó đã chấm dứt khi cuộc chiến tranh bằng không quân nổ ra ở miền Bắc vào năm 1965. Người dân chỉ có một cách, đó là hòa mình vào cuộc chiến bảo vệ quê hương làng xóm. Ở miền Bắc thời kỳ đó, người ta có thể dễ dàng gặp những khẩu hiệu ba sẵn sàng. Một số nơi đặc biệt hơn như Nam Định, người ta còn dựng biển hướng dẫn tới các địa danh ở bờ bên kia của sông Bến Hải. Từ năm 1965, mơ ước về việc thống nhất hai miền đã là mong muốn cháy bỏng của tất cả mọi người.